Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay 125 dọn siêu sang chảnh với cái style độc lạ. Các chiếc Future 125 hay được gọi cái tên khác là Quay 125 tại Thái Lan. Cái dòng xe này đang rất hot hiện nay trong giới chơi xe buýt ở nước ta. Ngày càng những tay chơi xe đang săn tìm cái dòng xe này sau khi họ đã quá nhàm chán với những mẫu xe hiện đại ngày nay. Phía trước phần đầu ta thấy được cụm thắng Rainbow Asset. Món đồ chơi này không chỉ điều khiển mà còn giúp lực phanh mạnh mẽ hơn bởi piston lớn cho áp suất dầu nhiều hơn để xử lý những tình huống khẩn cấp. Mẫu cụm này kích thước quá lớn nên một lòng người dùng phải khoét cái phần dây áo để không bị cả cấn. Mức giá của dòng sản phẩm này hiện nay rơi vào tầm khoảng là 6 triệu đồng. Ốp đầu được ốp cạc bờ, phần đèn trước của cái dòng Quay 105 ứng dụng cho mình hai bóng khác biệt so với phiên bản phiêu béo ở giữa nước ta. Kế tiếp, dàn chân trước ta thấy con xe dọc Rainbow logo đỏ hai bên xứng được bắt vào cuộc trước thông qua cái bộ phát nhôm CC. Chi tiết địa thắng cao phơ đi cùng rất lầm cùng Australia sáng bóng. Chi tiết cái dòng heo đỏ, tất cả dàn đồ chơi này ước tính đã tiêu tốn hơn 5 triệu đồng. Điểm nhấn cái đẹp của chiếc xe chính là phục Holin bình dầu liền đến từ điển. Phía sau có tổng chiều cao là 330, phù hợp với nhiều dòng xe ứng dụng hệ thống treo đầu. Tuy nhiên do kích thước lò xo phục lớn nên các người chủ phải bấm bụng cắt nhẹ cái phần dây áo một tí để không làm cả cứng khi chạy phục. Dòng phục này hiện nay có mức giá tầm khoảng 14 triệu đồng. Có combo chân trống hơn 1 triệu đồng. Xung quanh là những chi tiết ốc inox. Có bô tê nhùm đẹp hơn rất nhiều so với cổ sắt và inox mà tàn thấy. Đặc biệt khi để lâu và những góc lên màu này sẽ bị giảm cái độ sắc nét. Ta chỉ cần chạy nóng lại là cổ bô đẹp ngay. Và đây là tổng thể cái chiếc xe cưng. Tunis 1-10-209 lên phong cách đậm cái chất tốc độ. Mới đây một dân chơi đã dọn cái bản Tunis 1-10 của mình vừa gọn gàng và theo sở thích đến từ đất Thái Lan. Với điểm nhấn chính là nhiều chi tiết được mình theo đúng phong cách crash gọn gàng mà những tay chơi xứ châu vàng hay hướng tới. Phần đầu được người chủ tháo bỏ cái cụm Dixin thay bằng cái lợp Rainbow cho những dòng xe Charac ở dùng với bình dầu rời làm kiển và tạo cho chiếc xe chất hơn, cũng như dễ dàng châm dầu khi có sự hao hụt. Bên cạnh là cụm đề máy Dunno nhỏ gọn để có khoảng trống lấp đầy cái cụm tăng tốc đồ chơi. Phần ti phục đã được thay bằng cái lợp T-Siman. Phần ti phục đã được thay mới bằng cái lợp Lexi Titan kết hợp cùng chế cho phục trước của một cái dòng xe được chế qua nên trong chiếc xe có chút lạ lẫm hơn, đẹp hơn. Việc thay đổi giáo phụ cũng sẽ thay đổi luôn cả cái phát bắt heo nên người chủ có thể dễ dàng có dụng heo dọc remote rồi hai bít để xứng cho cái xe đĩa là 220 mà không cần làm phát heo quá lớn. Toàn bộ các phần nhựa nhám giữa thân xe được người chủ tháo bỏ hoàn toàn để lộ ra nhiều chi tiết ở sườn cũng như cục mái cho chiếc xe cần kiểm chút gọn gàng, dễ dàng trong những việc như vệ sinh, ứng dụng ống nước xăm cồ kết hợp cùng với cổ dê CC đẹp hơn cho dòng xe đậu. Cái bộ phận phanh đĩa sau được tháo bỏ hoàn toàn thay mới bằng cái đùm cơ bản để giảm cái trọng lượng tương đối cho chiếc xe. Cái dàn số kệ đơn cũng được thay đổi từ thay tái cho khả năng bảo phù được tốt hơn. Hai phải ứng dụng cho mình cái bô tăng titan cho âm thanh quy lực hơn khi lên cái lớn. Cái bánh căm niềng nhôm xanh là những điểm nhấn quen thuộc trong phong cách chơi xe ở nước Thái Lan. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để kế tiếp nhớ like và subscribe.